Úc Như xin chào cả nhà. Mấy cái tía tô này cả nhà thì Úc Như đã lặt bớt nó rồi nè. Úc Như đã ngắt bớt nó đằng mà Úc Như bữa nấu cháo á, Úc Như bỏ vô Úc Như ăn giống như là thay vì mình bỏ rau thơm hoặc bỏ giá này nọ đó thì bỏ tía tô vô ăn thế á cả nhà. Nó rất là thơm ngon nha cả nhà. Thật sự ra cái lá nó thì rất là bự, Úc Như lặt mấy cái lá bự ăn cháo rồi. Bây giờ là cái lá tía tô giờ này tối nó ngủ hay gì cả nhà, một chút nữa bắt đầu là Úc Như sẽ đi tưới. Những cái tía tô này của Úc Như là nó ở trên đây nó đỏ chói vậy đó ha cả nhà, dưới ở trên đây là nó xanh lè. Tại vì cái tía tô này á, mà nó nằm ngay nắng á, nó nằm ngay nắng á, thì nó đã quét à, mà nó mà không có nắng á, thì nó lại là xanh tươi xanh lè cả nhà. Bây giờ mấy cái này trong đây nè nó xanh lè nè đó, mai mốt Úc Như sẽ hái cái nó đợt trên, cắt đợt trên này thì dưới đó nó sẽ đỏ luôn ha. Và đây là có một cái bông rất là đẹp nha cả nhà. Đố cả nhà biết được cái bông này là cây bông gì nha. Sau ở ngoài thì cũng như nhìn nó vàng vàng, nó trắng trắng, ở đây cũng như nhìn nó hơi đó 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 cả nhà. Đó, cũng như đố cả nhà biết được cái bông này là cây bông gì nè. Đó cả nhà. Úc như đố cả nhà mình biết được bông này là bông gì nha. Cái dành ở ngoài đây của nó hơi vàng lợt, mà ở trong thì nó lại là vàng đậm đó. Đây nữa nè, đây nụ nữa nè, đó đang ra nụ nè, đang đây nữa nè cả nhà, đang nở bông đẹp lắm cả nhà ơi. Bông này hả, mỗi mốt nở ra giống y như cái bông đang nở hồi nãy đó, đẹp lắm đó. Đâu phải cần ngô là để ăn không đâu, cần ngô hả cũng thành bông để mình ngắm cũng đẹp vậy nè. Vừa có cần ngô ăn mà vừa có bông ngắm, thích thiệt nha cả nhà. Đó, cũng như quay gần cho cả nhà xem. Bây giờ thì nó đang ra nụ ở đây nữa nè, đây cũng nụ nữa nè, và đây luôn. Rất là mỗi một cái trái cây vậy nó ra nụ hết đó cả nhà nè, thấy cưng ghê không đó. Cái này nó nở giống như thấy cưng quá trời nè đó. Úc Như tự nhiên hả nhìn lại, ủa trời ơi ra cái bông nở đẹp quá đó. Nhìn cái cây thấy ghê vậy đó ha, nhưng mà ra cái bông đẹp nha. Đây nè, đây cái cây này nó ra nhiều nha, cây này nó ra rất là nhiều đó, thích ghê cả nhà. Vừa có cần ngô ăn một đợt rồi giật, vừa có bông để ngắm nè cả nhà. Chậu này là mốt đẹp lắm nè, chậu này ra được hả nhiều bông nè, một cái cây này là cũng 6-7 bông, 7-8 bông gì lận nha, 3 nè 5 nè 7 nè 9 nè 10 bông lận đó nha cả nhà. Một cái cây cần ô này có 10 cái bông lận đó nha cả nhà, rất là thích nha. Đây cũng mốt ra bông nè đó, bây giờ mình để nó ra bông mình ngắm nó đi, bông rất là đẹp. Cần ô hả trồng lên ăn rồi xong rồi để ra vậy rồi bông để ngắm luôn. Nhưng mà để vậy nè cả nhà thấy không, nếu mà Úc Như quay vậy nè, không có để cái tay Úc Như che lại đó, thì mình sẽ thấy cái dành này nè cả nhà là nó trắng ha, nhưng mà thật sự ra nó không trắng nè, thấy không, Úc Như che lại nè, Úc Như che lại nó không trắng ha, mở ra vậy thì nó trắng trắng đó. Che lại nè đó, thì vàng lợt rồi vàng đậm. Rồi thì bây giờ Úc Như đi tưới cây. Úc Như đi tưới cây. À quên nữa, để Úc Như nói lên là hái dâu tây cả nhà. Dâu tây Úc Như chín hả cũng nhiều rồi nè, chín đỏ hết rồi. Để Úc Như nói lên là hái dâu tây rồi xong rồi mới đi tưới cây. Chỗ này cái bụi ngay đây, tía tô nữa nè cả nhà. Cái chỗ này nó cũng nắng chói á, bởi vậy hả cái lá tía tô nó đã quét, có lá nó đã bằng hả cái bàn tay của Úc Như rồi nè cả nhà. Đó, ở chỗ nào mà có nắng là nó rất là đỏ ha cả nhà. Nhưng mà Úc Như mà dệt ra cả nhà coi nè, ở trong đó cây tía tô xanh lè đó, có mấy cây tía tô xanh lè trong đây nè đó. Còn nó nằm ở ngoài thì nó rất là đỏ. Đây nè, cái chậu này nè cả nhà. Đó, cái chậu này cũng như chưa tưới, nó sung xe ra vậy đó cả nhà. Tưới thì ngồi nó mới nằm xuống mà cả nhà xem nha, rất là đỏ ha cả nhà. Nè, đỏ nè. Mà Úc Như dập ra cho cả nhà xem, ở dưới đây nó xanh lè ở trong này, là tại vì nó không có nắng á cả nhà.
tiết tô mà có nắng thì nó đã quét vậy đó, đỏ thì nó muốn cháy luôn, giống như là nó đi phơi nắng nó bị cháy da vậy đó cả nhà. Đó trong đây thì nó xanh nè, mình muốn ăn tiết tô xanh thì mình hái ở trong đây là tiết tô xanh, còn thôi là tiết tô đỏ. Tiết tô này giống như là đi tắm nắng bị cháy nắng đó, đỏ quét luôn vậy nè. Đang định hái dâu tây mà ngay cái bụi này á, một đống tiết tô cái lá nó bự chà bá, nên hả cũng hả dừng lại dừng hái hả dâu để quay cho cả nhà mình xem. Đó tiết tô cũng như là nó nằm bụi bụi vậy đó cả nhà. Lên nè, hái mà hái mai hả? It's nice. Okay. Ich mach das. Đó là hái nó đi, mama hái này cho nè. Quá trời hả, chín luôn cả nhà. Nè. Hái xong rồi hồi rửa. Lên nè, mama nói lên nè phải hái luôn vậy nè, zo, mất tin sự tình rồi. Zo. Ui, da ist ja Erde drin. Nicht schlimm, waschen wir dann. Oh, ich habe eine. Ja, behindert. Ah, oh, bên đó kìa. Này nó hơi bị sình đó cả nhà. Tại vì này nó nằm ở dưới đây nó hơi bị sình nè. Rồi cầm này đi hái đằng kia nữa cả nha. Dạ. Ở đây trái này hái luôn trái này đi, trái này nó cũng hừng hừng luôn nè, ở đó đây nè. Này, đây là đằng kia hái đây đi. Để má mà mở lên cho Lena hái đây nữa nè. Cho Lena phải hái đây, cái này cũng như chặn kín vậy đó cả nhà. Mới tới lượt mình. Đó. Quá sạch chừng chín à. Oh, ups. Manchmal ich mache nicht mit Stiel. Warum? Mit Stiel besser. Ja, manchmal außersehen Stiel nicht. Ja. Wo ist es denn? Quá sạch chừng. Ở cái này bự nè, Lena chắc Lena dành cái này đó. Ooh, đi ăn xị. Đó, thì không biết lắm mà. Rồi đậy lên nha. Đậy lên bên đây. Không nhớ. Ở bên đó hình như đâu còn hả Lena, coi nó có không? No. Mình nhớ hình như là nó không còn nữa, không bữa hổm hái hết rồi. Bên đây không biết có trái nào đỏ đây không, trong đây không có trái này chín đỏ trong đây nè nha, trái này nó chín đỏ rồi nè. Oh, yes, show. Nên trái này nó bị giấy rồi. Nó bị nghi lăng rồi nè. The fruit is vegan. Nó hư rồi. Vậy đến lâu không thấy đó cả nhà, bứt bẻ bớt mấy cái lá nó liền mình mới thấy nó được chứ. Rồi hết rồi, không có cây đó, không có rồi, thôi chỉ có nhiêu đó thôi, đem đi rửa nha. Em đi rửa, ta rửa. Đây là Lena đã làm xong rồi đó cả nhà. Lena có xương bà cô chú chưa? Xương mà bà cô chú cũng ăn dâu tây. Xương mà bà cô chú cũng ăn dâu tây. À, Lena nó làm á cả nhà. Đó, Lena tự làm nha. Nhưng mà Lena làm hôm nay Lena làm nó hơi lỏng ha cả nhà. Da sind paar Blätter drin auch. No. Die musst du rausholen. Bei mir sind auch ein paar Blätter. Ja, kannst du auch hier. Nein, ich will das nicht. Das ist ein Problem. Ủa, Lena nó tự làm của nó vậy nè cả nhà. Lena nó làm chốt như nó dầm ra mà nó để nước hơi nhiều, nó lỏng cả nhà. Dâu tây này là chắc là cũng hai cây kia là hết trái rồi cả nhà, chỉ còn cây nọ, nhưng mà cây nọ chắc cũng không còn nhiêu nữa đâu. Flagen đi mà ép bè flucken. Úc nhưng mà đi hái dâu tây á, đi lại vườn hái dâu tây á, thì đi cái đó cách xa chỗ như khoảng chừng 20 mấy 30 km. Rất lạ. Nhá, this or that. Mm. Ừ, cái trái này nó còn xanh, hồi nãy Út Nhi hái đại luôn á. Nó còn xanh này hả? Listen, cool. Mm. But all this is our gift to. Schmeck? Nhớ. But so fit bass hả? Thì Út Nhi quay cái cây cần ngô có cái bông cho cả nhà mình xem á. Vừa có cần ngô để ăn, rồi bây giờ lại ra bông nở nữa, là vừa có thành bông nữa, sướng không?
cần ngô một công hai ba chuyện luôn ha, đâu phải là mình cần ngô mình chỉ ăn không đâu, mà cũng có thể để làm bông ngắn được. Cần ngô trồng ăn một đợt rồi để đó nó ra bông rất là lợi ích ha. Mom, có lợi ích. Probier these beans. Mmm. This beans, this is probier. Cái dâu tây nó non không? Nó không bự được nữa mà nó hơi đỏ đỏ rồi. Bây giờ nó hơi chua. Út Như xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video của Út Như và ủng hộ Út Như. Lena xin cảm ơn ông bà cô chú đã xem video của Lena và Út Như. Xin chào tạm biệt ông bà cô chú.